Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay Huấn Audio sẽ làm cái video này. Em lại test lại chất âm của cặp bắt rời BM25 như trước màn hình mọi người đang xem đây. Chiếc bắt BM25. Bắt BM25 thì anh em biết từ lâu em làm nó là dòng gân vải màng giấy. Con này côn to, côn 65. Đồng xương nhôm đúc anh em nhé, mà có 4 xương. Con này công suất của nó được 300W. Và model của nó là 10AZ20. Thì con này thì giới thiệu từ rất lâu rồi, nhưng cũng test có nhiều rồi, nhiều bài rồi. Nhưng nhiều anh em vào sau thì video nó trôi dưới lại không nhìn thấy. Thì em làm lại và em cũng báo giá lại luôn. Cặp bát BM25 thì có giá mới rất tốt là 1.3 triệu một đôi. Và được bao ship toàn quốc anh em nhé. Bát BM chính hãng, dòng China là họ làm rất là tốt. Và đây em sẽ bật nhạc mạng để anh em mình nghe một chút xem cái độ hay dở của chiếc bát này, với tầm tiền đó thì có mua được không. Và em sẽ bật vào nhạc mạng. Vâng, và em mới test qua một chút nhạc mạng và anh em mình nghe. Và đây là cái âm của cặp bát rời BM25 đây. Và để được tư vấn và mua hàng thì anh em điện cho em theo số điện thoại 0904612323. Và xin chân thành cảm ơn tất cả bà con mọi miền tổ quốc đã theo dõi video của nhà em. Và xin chào mọi người.